thiện nam tử trong bồ đề tràng nước ma kiệt đề cõi diêm phù đề này có vị chủ dạ thần tên là phổ đức tịnh quang ta vốn từ chỗ ngài phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề thường dùng diệu pháp khai ngộ ta ngươi hãy đi đến đó hỏi bồ tát làm thế nào học bồ tát hạnh tu bồ tát đạo Bấy giờ thiện tài đồng tử hướng về chủ dạ thần bà san bà diễn đẻ mà nói kệ rằng thấy ngài thân thanh tịnh, tướng tốt hơn thế gian như văn thủ sư lợi, cũng như núi bóng chúa. Pháp thân ngài thanh tịnh, ba đời đều bình đẳng, thế giới đều vào trong, thành hoại đều không ngại. Con quán tất cả cõi đều thấy hình tượng ngài trong mỗi mỗi lỗ lông, trăng sao đều giang bày. Tâm Ngài rất rộng lớn, như không khắp mười phương, chư Phật đều vào trong, thanh tịnh không phân biệt trong mỗi mỗi lỗ lông đều phóng vô số quang, mười phương chỗ chư Phật, khắp mưa đồ trang nghiêm, trong mỗi mỗi lỗ lông đều hiện vô số thân, mười phương các cõi nước. Phương tiện độ chúng sinh Trong mỗi mỗi lỗ lông Thị hiện vô lượng cõi Tùy chúng sinh ưa thích Đủ thứ khiến thanh tịnh Nếu có các chúng sinh Nghe danh và thấy thân Đều được công đức lợi Thành tựu đạo bồ đề nhiều kiếp ở cõi ác mới được thấy nghe ngài cũng nên hoan hỷ thọ để diệt trừ phiền não kiếp nhiều bụi ngàn cõi khen chút công đức ngài kiếp số có thể hết công đức không hết được bấy giờ thiện tài đồng tử nói kệ đó rồi đảnh lễ vị chủ dạ thần đi nhiễu quanh vô lượng vòng ân cần chiêm ngưỡng rồi tử tạ mà đi